Wow, chúng mình rửa con này nhé các bạn. Wow, các bạn cùng xem này, nó là một con hổ các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều con vật này các bạn này. Wow, sao ở đây nhiều thế nhỉ các bạn nhỉ? Wow, các bạn cùng xem này. Wow, nó là màu vàng các bạn ạ. Wow, nó bị phủ một lớp bùn màu vàng các bạn ơi, chúng mình cùng nhặt vào đây nhé. Wow, cùng nhặt vào nào. Một con nhé các bạn. Nào, phía trên này nào. Wow, ở chỗ này còn thêm một con nữa các bạn này. Wow, những con vật rất là to các bạn ạ. Wow, ở bên góc bên này các bạn này. Wow, lại thêm một con nữa các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng nhặt phía bên này nào. Wow, ở đây một con này nhé các bạn. Nào, tiếp tục nào. Wow, ở đây mình lấy hai con này nhé. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nào, chúng ta cần tiếp tục nào. Wow, ở giữa này các bạn này. Ở đây hai con nữa các bạn ạ. Wow, lên phía trên này nào. Wow, con gì đấy các bạn nhỉ? Wow, cái đầu của nó rất là to các bạn ạ. Chúng mình tiếp tục nhặt nhé. Wow, ở đây nữa các bạn này. Có một con vật rất là kỳ lạ các bạn ạ. Tiếp tục nào. Wow, ở phía dưới này này. Có hai con này rất là nhỏ các bạn này. Chúng nhặt luôn hai con này nhé. Wow, ở chỗ này các bạn ạ. Wow, có con gì đó rất là nhiều cái chân các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé. Wow, tiếp tục này các bạn này. Wow, phía trên này này. Wow, không biết con gì nhỉ. Wow, ở đây nữa các bạn ạ. Wow, rất là nhiều các bạn ạ. Wow, ở chỗ này các bạn này. Một con vật rất là to lớn các bạn ơi. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Con cuối cùng nào. Wow, con này rất là cao các bạn. Các bạn cùng xem này. Wow, lúc nãy giờ nhặt được rất là nhiều con vật này các bạn này. Chúng mình cùng mang đi rửa nhé các bạn. Wow, ở đây có hồ nước sạch này các bạn này. Chúng ta cùng rửa nhé các bạn. Wow, con đầu tiên này nào. Con này rất là lớn đấy các bạn này. Đi rửa nhé. Wow, thì đang nói là một con lợn các bạn ạ. Wow, một con lợn rất là to lớn các bạn ơi. Nào, chúng ta bỏ vào đây nhé. Và tiếp tục nào. Wow, ở chỗ này con này cũng rất là to các bạn ạ. Đi rửa nào. Wow, thì đang nói là một con hổ các bạn ạ. Wow, một con hổ rất là đẹp các bạn này. Wow, thật tuyệt vời các bạn ơi. Nào, cùng bỏ vào đây nhé. Tiếp tục nào. Wow, chúng mình lại con này nhé. Cùng rửa nào các bạn. Wow, các bạn nhìn xem này. Nó là một con ngựa các bạn ạ. Một con ngựa rất là đẹp các bạn. Nào, tiếp tục con này nhé. Để xem nó là con gì nào. Wow, thì ra nó là một con hươu cao cổ. Wow, các bạn cùng xem này. Cái cổ của nó rất là dài các bạn này. Wow, tiếp tục chúng mình cùng lấy con này nhé. Wow, cùng làm phải con này nào. Wow, thì ra nó là một con trâu các bạn ạ. Wow, một con trâu màu cam các bạn ạ. Đúng rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Wow, đến con này nhé. Wow, nó là cái gì nhỉ? Wow, thì ra nó là một con tôm các bạn ạ. Wow, các bạn cùng xem này. Cái đầu của nó có rất là nhiều cái chân này các bạn này. Wow, cùng bỏ vào đây nhé. Tiếp tục nữa các bạn. Wow, cùng rửa con này nào. Wow, thì ra nó là một con sư tử các bạn ạ. Wow, trông nó rất là hung dữ các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé. Chúng ta cần tiếp tục nào. Wow, có con này cũng rất là to các bạn này. Cùng rửa xem con này là con gì nhé. Nào, cùng rửa nào. Wow, thì ra nó là một con thỏ. Wow, wow, một con thỏ màu trắng này các bạn này. Wow, thật là xinh xắn các bạn ơi. Nào, cùng bỏ vào đây nhé. Chúng ta cần tiếp tục nào. Wow, con này này các bạn này. Để xem con này là con gì nào. Wow, các bạn cùng xem này.
Nó là một con chó các bạn ạ. Một con chó rất là đẹp các bạn ơi. Nào, chúng ta tiếp tục nhé. Wow, cùng lấy con này nhé. Đúng rồi đó các bạn. Wow, các bạn xem này. Nó là một con tê giác các bạn ạ. Wow, một con tê giác hai sừng các bạn ơi. Wow, chúng ta tiếp tục nào. Wow, đến con này nhé. Chúng ta thành nhau các bạn. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là con bò cạp các bạn ạ. Wow, một con bò cạp có hai cái càng này các bạn này. Nào, tiếp tục con này nào. Wow, thì ra nó là con nhện đấy các bạn ạ. Wow, một con nhện màu đỏ này các bạn này. Wow, trông thật tuyệt vời các bạn ạ. Nào, tiếp tục nào các bạn. Để con này nhé. Cùng làm thạch con này nào. Wow, các bạn cùng xem này. Đó là một con hươu đó các bạn ạ. Wow, một con hươu có cái sừng rất là đẹp các bạn ạ. Nào, tiếp tục nào. Wow, bây giờ mình lấy con này nhé. Cùng đùa nào các bạn. Wow, thì ra nó là con rùa biển các bạn ơi. Wow, một con rùa sống ở biển các bạn ạ. Chúng ta bỏ vào đây nhé. Và tiếp tục nào. Wow, để con này nào. Cùng đùa các bạn. Wow, các bạn xem này. Đó là một con trâu các bạn ạ. Wow, một con trâu màu đen các bạn ạ. Nào, tiếp tục nào. Cái con này nhé. Cùng lừa nó các bạn. Wow, các bạn cùng xem này. Đó là con bò các bạn ạ. Thì ra nó là một con bò sữa các bạn. Cùng bỏ vào đây nhé. Và tiếp tục nào, đến con này nhé. Cùng làm thay con này nào. Wow, thì ra nó là một con gà mái các bạn ơi. Wow, một con gà mái rất là đẹp các bạn. Cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Tiếp tục nào. Wow, con vật cuối cùng này. Cùng rửa con này nhé. Wow, thì ra nó là một con khỉ các bạn này. Wow, một con khỉ rất là đẹp các bạn ạ. Nào, các bạn cùng xem này. Wow, lúc nãy giờ rửa được rất là nhiều con vật này các bạn này. Wow, trông nó rất là đẹp các bạn ạ. Mấy con rất là to này, con hổ này, con lợn này. Wow, con trâu này. Wow, rất là nhiều các bạn ạ. Wow,